Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Niệm Vô Song được ra mắt khán giả. Ngày 10 tháng 5, phim được trưng thương danh sách phim 2023 đến 2024 của iQIYI. Vào ngày 11 tháng 8, bộ phim đã chính thức khai máy, công bố dàn diễn viên chính và đồng thời tung ra poster các nhân vật. Nội dung phim Thần Ma Đại Chiến, Nguyên Sinh Thần Tiên Thái Hòa đã dùng thần khí tay trái của thần để phong ấn quỷ thần. Bàn tay trái của vị thần bị chặt đứt và rơi xuống nhân gian. Thái Hòa và các vị thần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Kể từ đó, trong nhân gian không còn dấu vết của thần tiên. Chiến quỷ tộc lợi dụng sự hỗn loạn để trỗi dậy, gây ra đại chiến. Nguyên Trọng của Hồ tộc đã giành được tay trái của thần, đánh bại chiến quỷ tộc. Ạo ra một thời đại thịnh vượng hưu minh. Từ đó, Hồ tộc trở thành một thế hệ thần mới ở nhân gian. Thần nữ Vô Song nhận sự phó thác của thiên giới, hóa thân thành một cô gái tiến vào Hồ tộc. Nàng trở thành thị nữ riêng của Nguyên Trọng với kế hoạch lấy lại tay trái của thần. Nhưng Vô Song lại chứng kiến Nguyên Trọng nắm giữ tay trái của thần lại bị tộc nhân cô lập, Vu Không, nàng vô cùng đau khổ. Nàng quyết định bảo vệ Nguyên Trọng giúp hắn phá bỏ phong ấn và dành thời gian còn lại của cuộc đời sống hạnh phúc. Nhưng Nguyên Trọng có ý định riêng của mình, hắn phá vỡ phong ấn và hủy diệt thế giới. Chiến quỷ tộc trở lại đã gây ra sự hoảng loạn trong nội bộ Hồ tộc. Nguyên Trọng nhân cơ hội xuống núi và phá bỏ phong ấn. Trên đường đi, được Vô Song chữa lành vết thương, cả hai người cùng nói rõ tâm ý với nhau và yêu nhau. Cuối cùng Nguyên Trọng bị kẻ xấu lợi dụng đoạn tình này bị ép chết, Vô Song cũng rơi vào bẫy của kẻ ác. Đến cuối, Nguyên Trọng cứu Vô Song, hai người liên thủ hợp lực đánh bại Hàn Nữ, khôi phục trật tự thế gian.